Em Thảo chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ đăng tải về dòng kẹp bẫy cò, bẫy vạc, bẫy chim. Và đây là một dòng kẹp đa năng đang được các bác sử dụng nhiều nhất, cũng đang thời điểm đang đi bẫy. Cái kẹp này thì em sẽ có kẹp răng và kẹp trơn, tùy thuộc theo các bác nhà mình sử dụng. Đấy, ví dụ như cái kẹp trơn này là đơn vị em đã chế bàn và để cho các bác nhà mình chỉ việc đi bẫy cò rồi. Cái cách gài nhá, em chia sẻ một chút để các bác nhà mình nắm bắt được. Cái kẹp này đôi khi các bác mua về thì cũng phải chỉnh một chút, bởi vì ví dụ như tẹo nó cái lẫy mà nó dài, các bác có thể mài đi một chút để cho nó hiệu quả nhá. Cái này thì riêng cái lò xo này nhà em là lò xo làm riêng, thế cho nên là nó sẽ rất chi là khỏe đấy các bác ạ. Rồi, ok. Thì em sẽ đo về cái chiều rộng, chiều dài để các bác nhà mình sẽ nắm bắt được. Hai cái này thì kích thước của nó bằng nhau nhé các bác nhé. Đấy, đây là cái chiều dài của nó, là cái chiều rộng của nó này các bác này. Đấy, và chiều dài 18. 18 anh ạ. Đấy. Cái này nó rất chi là hiệu quả nhé. Và em sẽ cho nó sập để các bác nhà mình được xem. Cái dòng bẫy kẹp này thì các bác có thể vừa kẹp bẫy chim, nhất là trong thời điểm là đang bẫy cò, thì đây là một cái dòng kẹp hiệu quả nhất. Đấy, các bác thấy không? Úi dồi, thực sự là nó lẩy rất chi là mạnh. Và cái cách nào để líu được nó nhá. Đấy, các bác thấy nó lẩy kinh khủng không? Cái cách nào để líu được cái kẹp này khi các bác đi bẫy này. Cái kẹp này thì nó vừa mới lẩy vào đây. Đấy, thì các bác nhà mình đi bẫy nhá, buộc cho một đoạn dây vào đây, líu vào cái cọc để tránh bị mất kẹp. Thì cái kẹp này kẹp bán nguyên răng này. Cái này thì cái độ sát thương của nó sẽ cao. Đối với các bác mà đi đánh chuột rừng, đi đánh trồn, đánh sóc, thì cái mẫu kẹp này là được các bác rất là thích, bởi vì nó có răng. Những con thú trên rừng nó sẽ khỏe hơn. Còn đối với các bác đi đánh cò thì chủ yếu là các bác sử dụng loại này. Cái này em sơ chế làm đĩa hết cho các bác rồi. Đấy, các bác sử dụng cái này. Cái này thì với cái vành sắt của nó rất chi là chắc chắn, và với cái lò xo cực khỏe, thì cái bàn đĩa này giúp con cò khi mà nó bước chân ở đây nó dẫm, nó sẽ sập chân này. Thì tùy thuộc theo các bác nhá. Nếu như các bác mà muốn sử dụng cái loại mà chưa làm kẹp thì các bác sử dụng mẫu này. Nếu như các bác mà cái loại chưa làm kẹp thì nó như này, về tự các bác làm nhé. Ví dụ một cái bẫy trơn như này thì rất thích hợp đối với các bác mà trồng lúa đi đánh chuột ở ngoài đồng đấy ạ. Thì các bác cũng cần sử dụng cái mẫu này. Cái này thì đánh nó dễ, giá trị của nó thấp. Và đối với các bác mà sử dụng đi bẫy chuột thì được nhiều năm. Đấy, và mỗi một chục này thì em đang gửi cho các bác là có 80.000 đồng trên một chục nhé. Cái chưa có bàn có lưới này là 80.000 đồng một chục rồi các bác này. Và từ 50 chiếc là đơn vị em Thảo sẽ miễn phí ship tới tận nhà. Đấy, các bác cứ mua 50 chiếc là em miễn phí ship nhá. Đấy, và tiếp tới là tới dòng kẹp làm bàn. Kẹp làm bàn thì đây đấy các bác này. Làm bàn này thì em làm chi tiết hết này cho các bác rồi. Với cái phần lò xo của nó vít khỏe lên đây thì các bác không giờ lo về hỏng lò xo. Đấy, cái kẹp này thì nếu cái cách để đánh hiệu quả và nhạy nhất nhá, thì em hướng dẫn các bác. Các bác về các bác phải sờ cái phần đầu ấy đi, xem mà khi cắt ý, nó có bị chòm lên không. Nó mà bị chòm, sò nó mà gờ như này này, thì cái độ hiệu quả của nó sẽ bớt nhạy hơn. Thì các bác làm mượt mà cái đầu đi để gài cho nó hiệu quả nhá. Đấy, thì với một cái kẹp như thế này thì nhà em làm bàn hết rồi, là gửi tới các bác là 12.000 trên một cái. Cái này là 12.000 một cái nhá các bác nhá. Đã làm bàn đầy đủ rồi. Đấy, còn chưa bàn thì chỉ có 80.000 đồng một chục thôi. Thì em cũng nói giá như vậy luôn để các bác nhà mình khi mua sẽ nắm bắt được. Đấy, và đơn vị em thì đang nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Bác nào đâu cũng có thể mua. Dòng kẹp này thì các bác cứ mua từ 50 cái là miễn phí ship hoàn toàn. Đấy, làm bàn lưới luôn cho các bác, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn với cái kẹp răng này, kẹp răng này nếu cái kẹp răng mà chưa bàn cho các bác nhé, chưa có bàn như này là em đang bán cho các bác là 10.000 đồng một cái. Cái này là 10.000. Đấy, còn với cái mà có bàn như thế này rồi thì nó đang là 13.000 một cái. Đấy, bác nào lựa chọn dòng kẹp nào thì cứ liên hệ với em. Và với mẫu kẹp bẫy này thì em tin chắc là nhà em cũng đã đi bẫy rất nhiều rồi. Thì em đã nghiên cứu rất kỹ để đưa tới các bác cái dòng kẹp hiệu quả nhất. Đây là các bác này. Sẽ gửi tới các bác dòng kẹp hiệu quả nhất như này nhá. Đã làm vỉ hết như này rồi. Đấy, bác nào đang quan tâm tới kẹp bẫy cò, đang quan tâm tới những cái dòng đi bẫy, đấy, các bác nhớ cho em xin một like nhé, một chuông và một lượt đăng ký kênh.
Đấy, tất cả các bác miền Nam thì đã biết tới đơn vị em Thảo là một đơn vị chuyên cung cấp về tất cả các loại cạn. Đấy, và nhà em vẫn nhận xỉ lẻ trên toàn quốc nhá. Bác nào mua lẻ mua từ 10 cái em vẫn cứ gửi. Đấy, và dòng kẹp này đơn vị em còn có hàng nghìn sản phẩm khác liên quan tới đồ đi vẫy trên cao và bẫy dưới nước, nhà em đều có hết. Em cũng rất cảm ơn là các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới đơn vị em nhé. Bác nào cần cứ từ 10 cái trở lên em gửi rồi, gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để bên trên các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.